Cuộc sống thôn quê mình đây, mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình xuống Miệt Thứ các bạn. Thì kênh này thì thứ hai nha các bạn. Hướng về biển thứ hai biển các bạn ơi. Về hướng về thứ nhất các bạn. Mới từ cầu Bà Môn các bạn. Bà Môn đi vô xuống hướng thứ nhất. Xe này dắt tới thứ nhất luôn các bạn. Thank you.
Rồi mình xin kết thúc video luôn các bạn ơi. Hẹn các bạn những video tiếp theo nha.